Cô thân mến, chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô là Minh Huyền và rất vui được đồng hành với các em trong bài học ngày hôm nay. Nếu như các em quan tâm và để ý, thì chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy hiện nay quảng cáo xuất hiện ở rất nhiều nơi và trên rất nhiều các phương tiện truyền thông khác nhau. Vậy người ta đã tạo nên những mẫu quảng cáo này như thế nào? Bài học ngày hôm nay sẽ giúp cho các em có được những kiến thức cơ bản để tạo lập được một mẫu quảng cáo hiệu quả. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ gồm có 3 nội dung lớn. Nội dung đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu văn bản quảng cáo trong đời sống. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ đi tìm hiểu những yêu cầu chung cần phải đặt ra đối với một văn bản quảng cáo. Và cuối cùng, nội dung quan trọng là chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu cách để thực hiện một mẫu quảng cáo hiệu quả. Sau đây, cô và các em sẽ cùng nhau đi tìm hiểu lần lượt từng nội dung một. Một la mã. Chúng ta đi tìm hiểu vai trò và yêu cầu chung của một văn bản quảng cáo. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một văn bản quảng cáo trong đời sống. Để tìm hiểu được ý nghĩa, vai trò và giá trị của văn bản quảng cáo trong đời sống, thì chúng ta cần phải đi tìm hiểu khái niệm. Sách giáo khoa ngữ văn 10 đã định nghĩa hết sức rõ ràng về văn bản quảng cáo. Văn bản quảng cáo là văn bản thông tin, thuyết phục khách hàng tin vào chất lượng, lợi ích, sự tiện lợi của sản phẩm, dịch vụ, do đó mà ham thích mua hàng và sử dụng dịch vụ đó. Dựa vào định nghĩa này, các em có thể dễ dàng nhận thấy văn bản quảng cáo thực hiện hai chức năng. Thứ nhất là thông tin và thuyết phục khách hàng tin vào chất lượng, lợi ích và sự tiện lợi của sản phẩm. Để làm gì? Để người xem thích và mua sản phẩm đó. Tiếp đến, vậy thì thực tế một văn bản quảng cáo được chuyển đến người tiêu dùng bằng những phương tiện nào? Các em có thể dễ dàng liệt kê được. Thứ nhất là trên TV hoặc trên sóng phát thanh, hoặc là trên báo chí, hoặc là trên các phương tiện giao thông vận tải, trạm tờ xe buýt, poster affix, trên điện thoại, trên YouTube, hoặc thậm chí có thể là ở trên hòm thư của bưu điện nữa. Và dựa trên sơ đồ này thì các em cũng có thể dễ dàng xác định được văn bản quảng cáo được chuyển đến người tiêu dùng bằng rất nhiều các phương tiện truyền thông. Tiêu biểu có thể kể đến truyền hình, phát thanh, bưu điện, báo chí, internet, giao thông vận tải, vân vân. Vậy thì hình thức tồn tại của văn bản quảng cáo trong đời sống thì sẽ gồm những hình thức nào? Mỗi một hình thức thì sẽ có quy định những nội dung quảng cáo khác nhau. Cô lấy ví dụ, nếu như các em muốn tạo được một đoạn phim quảng cáo thì viết quảng cáo chính là viết kịch bản quảng cáo. Và cụ thể viết kịch bản quảng cáo là viết cái gì? Là chúng ta sẽ xây dựng cốt truyện, lời thoại hoặc là lời thuyết minh cho sản phẩm. Còn nếu như các em muốn tạo một cái đoạn quảng cáo trên đài phát thanh, ví dụ như thế này. Thì viết quảng cáo chính là viết phần lời và đoạn thoại trên đài. Còn nếu như các em muốn tạo một tấm poster hoặc là affix lớn, thì viết quảng cáo chính là tạo những câu slogan và đưa ra được những đặc tính ưu việt của sản phẩm. Như vậy, về cơ bản, văn bản quảng cáo được thể hiện dưới 3 hình thức. Hình thức thứ nhất là kịch bản phim quảng cáo. Hình thức thứ hai, đoạn nhạc có lời hoặc đoạn thoại quảng cáo. Và hình thức thứ ba là slogan hoặc thông tin trên poster, tờ rơi và affix. Chúng ta qua phần thứ hai là những yêu cầu chung đặt ra cho một văn bản quảng cáo. Vậy thì một mẫu văn bản quảng cáo thì cần phải đảm bảo được những yêu cầu nào? Ở đây chúng ta sẽ đi vào 3 nội dung là về nội dung, về hình thức, từ ngữ và câu. Theo nghiên cứu người dùng mới đây của hãng Microsoft đã khẳng định khoảng chú ý cho một người trên một mẫu quảng cáo là 8 giây. Và số liệu này ít hơn con số 12 giây năm 2000. Chính vì vậy cho nên một mẫu quảng cáo yêu cầu phải ngắn gọn và súc tích.
bởi vì người ta sẽ không có đủ thời gian và kiên nhẫn để đọc một mẫu quảng cáo toàn chữ. Ngoài ngắn gọn và súc tích thì các mẫu quảng cáo phải hấp dẫn. Thì bởi vì chỉ có hấp dẫn thì cái văn bản quảng cáo đó mới thu hút sự chú ý của người xem và khiến họ nhớ về cái nhãn hàng của sản phẩm. Còn nếu không thì nhãn hàng ấy sẽ nhanh chóng bị lãng quên sau 8 giây ngắn ngủi. Nhìn vào nội dung của các văn mẫu quảng cáo ở trên đây, các em thấy nó có một điểm chung. Một, rất ngắn. Và thứ hai là thâu tóm được thông điệp mà nhãn hàng muốn gửi đến người tiêu dùng. Như vậy, ngoài ngắn gọn, hấp dẫn thì nội dung quảng cáo phải thể hiện được thông điệp mà nhãn hàng muốn gửi người tiêu dùng. Ngoài những yêu cầu trên, còn có một yêu cầu nữa rất quan trọng trong quá trình làm quảng cáo, đó chính là thông tin phải chính xác. Nhìn vào bức hình trên đây, các em có thể nhận thấy đây là ba sản phẩm của hãng mỹ phẩm Dior, một trong những hãng mỹ phẩm nổi tiếng của Pháp. Tháng 3 năm 2018, ba sản phẩm này của hãng mỹ phẩm Dior bị thông báo buộc phải thu hồi với lý do thông tin trên quảng cáo với thông tin trong sản phẩm không đúng với giấy tờ hồ sơ đã công bố. Và đây là bài học xương máu dành cho các nhãn hàng khi quảng cáo sản phẩm của mình. Cho nên, một yêu cầu nữa cần đặt ra với một văn bản quảng cáo là phải trung thực. Tóm lại, một văn bản quảng cáo cần phải đảm bảo những yêu cầu sau. 1. Ngắn gọn súc tích. 2. Sáng tạo hấp dẫn. 3. Trung thực, tôn trọng pháp luật và đúng với thuần phong mỹ tục. Chúng ta đến với nội dung quan trọng, trọng tâm của bài là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cách để viết một văn bản quảng cáo. Vậy thì để thực hiện này, nội dung viết quảng cáo thì chúng ta cần phải làm hai bước quan trọng. Một là chúng ta sẽ xây dựng nội dung và hai là chúng ta sẽ lựa chọn hình thức quảng cáo. Chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, đó là xây dựng nội dung quảng cáo. Các em hãy liệt kê tất cả những thông tin sau trước khi mình xây dựng một văn bản quảng cáo. Thứ nhất, liệt kê chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm. Thứ hai, liệt kê tác dụng và công dụng của sản phẩm. Thứ ba, nêu ra sự tiện ích, lợi ích cho khách hàng. Thứ tư, giá thành của sản phẩm nếu có. Và cuối cùng là cần phải có một câu slogan của nhãn hàng. Khi chúng ta đã lên nội dung đầy đủ rồi, thì bước tiếp theo rất quan trọng, đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn hình thức quảng cáo. Chúng ta qua phần 2, chọn hình thức quảng cáo. Về cơ bản, chúng ta sẽ có hai hình thức quảng cáo. Hình thức thứ nhất là hình thức quy nạp và hình thức thứ hai là hình thức so sánh. Vậy thế nào là hình thức quảng cáo quy nạp và thế nào là hình thức quảng cáo so sánh? Mời các em coi đoạn quảng cáo sau đây. À, đảo DHA kìa. Làm thật ngon lại xinh xu. IQ. Thật thơm ngon với bộ đôi DHA và vitamin A mới. Susu IQ, sáng trí tinh anh. Như vậy, dựa vào văn bản quảng cáo trên đây, các em có thể dễ dàng nhận thấy được người viết đã liệt kê ra tất cả những đặc tính ưu việt của sản phẩm và rồi cuối cùng là khẳng định lại chất lượng của nó. Và đây chính là hình thức quảng cáo theo cách quy nạp. Mời các em coi đoạn quảng cáo tiếp theo. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Giờ tôi đổi sang bột giặt Joyce 2-1 mới mà còn tốt hơn nhiều. Bột giặt Joyce 2-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong. Còn thơm nữa. Cực kỳ mềm vải. Có thay đổi, cuộc sống mới tốt hơn. Bạn thấy đấy, giờ tôi chẳng cần mua bột giặt kèm nước xả vải nữa. Bột giặt Joyce 2-1, giặt và xả tất cả trong một. Nhìn vào mẫu quảng cáo trên đây, các em có thể nhận thấy cách lập luận của người viết đã có sự thay đổi. Người viết lúc này đã đưa ra những hạn chế của sản phẩm ở một nhãn hàng khác. Sau khi đưa ra điểm hạn chế, người viết đưa ra liệt kê ra tất cả những đặc tính ưu việt của sản phẩm. Và đây chính là hình thức phổ biến thứ hai trong quảng cáo, đó chính là hình thức so sánh. Như vậy, về cơ bản, về hình thức quảng cáo sẽ có hai hình thức, quy nạp và so sánh. Quy nạp có nghĩa là liệt kê lần lượt tất cả những đặc tính ưu việt của sản phẩm và rồi cuối cùng là khẳng định giá trị của nó.
Còn hình thức so sánh là so sánh tính ưu việt của sản phẩm so với các sản phẩm khác cùng loại. Nhìn vào hai mẫu quảng cáo trên đây, các em để ý đến tất cả những từ mà cô in màu. Chúng có một điểm chung. Các em có nhận ra không? Tất cả đều là tính từ và đặc biệt đều có một nét nghĩa, đó là khẳng định tuyệt đối tính ưu việt của sản phẩm. Và nếu như các em tạo nên một mẫu quảng cáo mà các em biết lựa chọn những từ ngữ khẳng định giá trị tuyệt đối của sản phẩm thì chắc chắn mẫu quảng cáo ấy sẽ cực kỳ hấp dẫn đối với người xem. Ngoài về mặt lựa chọn từ ngữ thì các em phần còn lại tiếp theo là chúng ta sẽ kết hợp cùng với lại tranh ảnh và hình thức trình bày để hoàn thiện mẫu quảng cáo đó của mình. Như vậy là cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung cơ bản quan trọng của việc viết quảng cáo. Chúng ta cùng điểm lại những nội dung chính của bài học nhé. Thứ nhất, văn bản quảng cáo trong đời sống. Về khái niệm, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy văn bản quảng cáo cung cấp thông tin và thuyết phục, tin vào lợi ích, sự tiện lợi của sản phẩm để khách hàng có thể mua. Thứ hai, về phương tiện thì có rất nhiều các phương tiện truyền thông, có thể kể đến như vô tuyến truyền hình, báo chí, bưu điện, internet, v.v. Về hình thức thì chúng ta thấy có 3 hình thức quảng cáo: đoạn phim, đoạn nhạc có lời và cuối cùng là poster hoặc là affix cùng với câu slogan. Thứ hai, những yêu cầu chung đặt ra cho một văn bản quảng cáo, đó là về nội dung ngắn gọn, súc tích. Về hình thức thì cần phải sáng tạo, hấp dẫn và cuối cùng đó là cần phải trung thực và đúng với lại thuần phong mỹ tục cùng với lại những từ ngữ có tính chất khẳng định tuyệt đối giá trị của sản phẩm, đặc tính ưu việt của sản phẩm. Nội dung thứ ba, cách viết. Các em nhớ cho cô hai bước quan trọng. Bước đầu tiên, chúng ta xây dựng được nội dung. Bước thứ hai, chúng ta lựa chọn hình thức sao cho phù hợp để truyền tải được thông tin, đặc tính ưu việt của sản phẩm đến với người tiêu dùng một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Như vậy, cô hy vọng với tất cả những kiến thức được trình bày trên đây sẽ giúp cho các em có thể tự tin để tạo lập được cho mình một mẫu quảng cáo hiệu quả. Chúc các em thành công. Thân mến chào các em và hẹn gặp lại các em trong một bài học kế tiếp của chương trình Siêu trí nhớ học được.